Tuổi thơ nghèo khó ít người biết của doanh nhân Khải Siêu. Sinh ra tại phố cổ Hà Nội, nổi danh nhiều chuỗi cửa hàng tơ lụa Khải Siêu và hiện là doanh nhân sở hữu nhiều thương hiệu lớn về bất động sản, nghỉ dưỡng, nhà hàng, nhưng ít ai biết tuổi thơ của ông. Tuổi 15 của Hoàng Khải chả biết đến lâu đài, champagne với Rolls-Royce mà ước mơ. Doanh nhân Hoàng Khải cảm thán như vậy trên trang cá nhân khi nói về tuổi thơ khó khăn của mình trong những năm tháng còn sống ở Hà Nội. Được theo học tại nhạc viện từ nhỏ, gia đình lại sống ở phố cổ. Nhưng thời đó, doanh nhân Khải Siêu vẫn là một cậu bé đi học bằng chiếc xe đạp cà tàng, mơ ước chỉ là một cây kem cốm trang tiền giá vài xu. Những chiều lọc cọc đạp ngoái mông trên chiếc xe đạp cà tàng đi học nhạc, chỉ ước một que kem cốm trang tiền. Có hôm đi học tiếng Anh trời mưa, mẹ thương cho 5 xu đi tàu điện, mua luôn que kem ăn rồi nhảy tàu trốn vé. Giống như nhiều người ở Hà Nội sống trong thời bao cấp, quần áo là một tài sản xa xỉ với cậu bé 15 tuổi khi ấy. Thời ông vẫn chưa là một ông chủ cửa hàng tơ lụa nức tiếng ở Hàng Gai. Tối về nhà muộn, ngồi ăn cơm ngón chân quắp lại vì mỏi, thì bố phết quắn đít vì tội ngồi ăn không đàng hoàng, quắp chân như thế là mất lịch sự. Phết mạnh quá, hụt cả đít quần, ngày hôm sau vẫn phải mặc cái quần ấy đi học, ông hái hước kể lại. Gia đình ông chủ Khải Siêu thời đó dựa một phần vào nghề may thêu của mẹ ông để có tiền sinh hoạt. Là con trai cả trong gia đình có ba anh em, hết giờ ăn học, ông Hoàng Khải vẫn phải giúp mẹ thêu cờ, thi đua để kiếm thêm thu nhập. Thế là Hoàng Khải cũng đóng góp cho phong trào thi đua học tập tốt, lao động tốt từ tuổi 15. Khi mà các bạn trẻ bây giờ còn ước mơ làm hoàng tử và tiên nữ, ông viết trên trang cá nhân. Bước ngoặt của gia đình doanh nhân Khải Siêu đến sau đó sau 10 năm. Khi ông quyết định từ bỏ tình yêu về âm nhạc ở tuổi 25 để gia nhập thương trường, trong một dịp được ra nước ngoài, thấy được sự phát triển của các nước như Thái Lan, Singapore, ông Khải muốn xây dựng cửa hàng tơ lụa của gia đình trở nên bài bản, sang trọng. Năm 25 tuổi, ông quyết định bỏ học nhạc viện và thành lập cửa hàng Khải Siêu đầu tiên trên phố Hàng Gai. Là người đi tiên phong, ông Hoàng Khải nhanh chóng gặt hái thành công, kéo theo sự phát triển khu phố Hàng Gai, Hàng Bông, thành nơi tập trung nhiều cửa hàng lưu niệm tơ lụa tại Hà Nội. Định vị theo phân khúc cao cấp, những sản phẩm của Khải Siêu đều do chính ông Khải thiết kế và thuê gia công từ hàng lụa Vạn Phúc hoặc Đà Nẵng. Ngoài việc phát triển chuỗi cửa hàng độc lập, ông Hoàng Khải còn mở thêm các cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm tại các khách sạn 5 sao nhắm tới khách du lịch có tiền. Khải Siêu trở thành một trong những thương hiệu có tên tuổi tại Hà Nội. Doanh nhân nổi tiếng nhớ lại. Lúc đó nhà còn nghèo lắm, một lần vô tình nghe được một người bạn nước ngoài làm việc và sống tại Hà Nội hỏi chuyện, muốn tìm mua lụa tơ tằm mang về nước làm quà để tặng người thân, vì những năm 80 ở Hà Nội rất khó có thể tìm được những món quà ý nghĩa. Khi đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hoàng Khải. Tại sao không tìm những nơi sản xuất lụa tơ tằm về để mở cửa hàng bán cho những người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam và khách du lịch? Thương hiệu Khải Siêu thành công trên thị trường tơ lụa cao cấp giúp ông Hoàng Khải tích lũy vốn và bắt đầu mua bất động sản tại Hà Nội và những nơi khác. Vị doanh nhân này khá có duyên trong việc kinh doanh bất động sản khi đầu tư vào một trong những resort nghỉ dưỡng cao cấp tại Hội An vào những năm cuối thập niên 90 là Hội An Riverside Resort. Sau vài năm, ông Hoàng Khải bán lại và thu lời khi khách sạn này kinh doanh thành công. Năm 2000, ông chủ tập đoàn Khải Siêu quyết định nam tiến khi chuyển hoạt động kinh doanh vào thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục đầu tư vào bất động sản, ông Khải sớm nhìn thấy tiềm năng của khu phố Mỹ Hưng. Bằng vốn tích lũy khi còn ở Hà Nội, ông Hoàng Khải bắt đầu mua đi bán lại hàng chục căn hộ tại khu đô thị này và kiếm bộn tiền khi thị trường bất động sản đạt đỉnh cao ở giai đoạn 2006-2007. Từ đầu tư bất động sản, ông Khải bắt đầu mở rộng sang đầu tư nhà hàng cao cấp khi đi ra các nước và nhận thấy Việt Nam lúc bấy giờ chưa có nhà hàng nào thực sự đẳng cấp. Nhà hàng cao cấp đầu tiên do Hoàng Khải xây dựng là Ao Meno Tờ Khai trên đường Điện Biên Phủ. Dù rất đẹp nhưng phải đến 2-3 năm sau mới có khách. Trên cơ sở mối quan hệ kinh doanh vốn có với khu đô thị Phú Mỹ Hưng trước đây, ông Khải thuyết phục ban lãnh đạo cho thuê mặt bằng đất với giá thấp để xây dựng nhà hàng cao cấp tại đây. Cũng với định vị cao cấp, phía Phú Mỹ Hưng hợp tác cùng Hoàng Khải và nhà hàng phong cách Trung Quốc Ming Dynasty được hình thành. Tiếp theo đó là biệt thự theo kiến trúc Hồi giáo mà doanh nhân này thường gọi là lâu đài Tamasagon và cũng được mọc lên lừng lững tại khu đô thị này. Ngoài hai nhà hàng kể trên, tập đoàn này còn sở hữu những nhà hàng cao cấp khác như Nam Phan chuyên ẩm thực Việt Nam, Cham Cham, London Steakhouse, Khải Brother.
Không chỉ kinh doanh nhà hàng, tơ lụa truyền thống với thương hiệu Khải Siêu, tập đoàn Khải Siêu còn khai thác Tamasago làm resort và sở hữu một trung tâm thương mại cao cấp có tên là Sài Gòn Paragon. Ông Hoàng Khải vẫn tiếp tục làm phong phú hơn với ý tưởng tòa nhà The Khai 18 tầng mang dáng dấp giải lụa gắn liền với thương hiệu Khải Siêu và The Prince 20 tầng tự ý tưởng những quyển sách chồng lên nhau ngay tại trung tâm Phú Mỹ Hưng. Nhưng không phải thành quả luôn đến một cách dễ dàng, ông Hoàng Khải từng chia sẻ rất thật lòng. Nhìn tôi, ai cũng nghĩ tới một cuộc đời mơ ước nối tiếp mơ ước, nhưng ít ai hiểu rằng cuộc sống thường thì khó khăn nhiều hơn và đôi khi nó đến với mình dồn dập hơn. Còn những hạnh phúc và sung sướng có phải lúc nào cũng ở ngay bên cạnh mình. Tôi nhớ cách đây 6 năm, khoảng 2010, lúc đó tình hình kinh tế cực kỳ khó khăn. Nhiều khi áp lực về dòng tiền làm tôi phát điên và muốn vứt bỏ hết cho xong mọi chuyện. Trong kinh doanh, ai cũng muốn có những thành công cho riêng mình, nhưng quan trọng nhất là đừng có lấy hết mà hãy chia một chút thành công ấy cho người khác, ông Hoàng Khải nói thêm. Trải qua nhiều thăng trầm khó khăn, bản tính lạc quan dường như là cách giúp Hoàng Khải vượt qua những phong ba bão táp đó. Từng chia sẻ về những tháng ngày khó khăn hồi 2010, ông Hoàng Khải nói: "Giờ đây mọi chuyện đã trở nên màu hồng tươi sáng, nghĩ lại tôi thấy mình đã chọn sống và làm việc một cách lạc quan." Với tâm thế nhận được nhưng không lấy hết, chia sẻ cũng là phần quan trọng trong cuộc sống của Hoàng Khải. Ông thường xuyên thăm các em mồ côi, đi xe buýt hoặc máy bay hạng thường để góp phần cho trẻ em nghèo vùng xa vùng sâu. Ông Hoàng Khải cũng là doanh nhân hiếm hoi nhiệt tình và thường xuyên chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm, những câu chuyện thường ngày trên trang mạng xã hội. Bản thân Hoàng Khải cũng từng thừa nhận mình là kẻ xa xỉ. Ông đến với những thú chơi siêu sang ngay khi còn rất sớm. Từ năm 2007, chiếc Rolls-Royce Phantom đột ngột xuất hiện trước cửa khách sạn Sheraton đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Người ta ngay lập tức nhận ra người lái chiếc xe trị giá triệu đô la này là chủ tịch tập đoàn Khải Siêu, Hoàng Khải. Vào thời điểm đó, chiếc Rolls-Royce Phantom được coi là chiếc xe đắt nhất Việt Nam. Đến nay, vị doanh nhân này vẫn tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập thêm nhiều chiếc xe khủng. Sự xa xỉ của Hoàng Khải thể hiện khá rõ trong phong cách bất động sản của ông. Không những chỉ hàng triệu đô la cho tòa nhà The Khai và The Prince, ông còn tiết lộ hai tòa nhà này sẽ được xây theo phong cách rất khải và cho rằng nếu được cấp đất bao nhiêu xây hết bấy nhiêu thì tòa nhà chẳng có một chút ấn tượng gì. Với tòa nhà The Khai, ông chi tiền để đầu tư cho căn penthouse 7 phòng ngủ. Ông Hoàng Khải còn xây dựng 3 tầng có thang máy đi riêng có tên là Lightning tia chớp và có hồ bơi trên tầng 20 được chứa đầy nước biển có tên là Infinity. Ngoài ra trong căn penthouse có nhiều cầu thang để dẫn thẳng lên khu spa tên là Cloud và có cái nhìn toàn cảnh của thành phố với góc nhìn 360 độ trên đỉnh của tòa nhà The Khai. Cái sự xa xỉ của ông cũng được thể hiện trong cách sử dụng đồ dùng cá nhân hay những thú thưởng thức ẩm thực độc đáo. Mới đây, Hoàng Khải quyết chi hàng chục tỷ đồng để khởi nghiệp lại ở tuổi U60 với chuỗi phở Việt Nam mang tên Phở Ông Khải, mở cửa chính thức tại Sài Gòn và Hà Nội.